Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 13. Nghe, nói, viết. Chẩn đoán bằng cách nghe giọng nói, văn chẩn đòi hỏi khả năng cảm nhận và nhạy bén hơn nhìn và sở ấn. Hầu hết mọi người đều vận dụng một tai để lắng nghe nhiều hơn tai kia. Tai được dùng nhiều nằm cùng bên với xoáy tóc trên đầu. Sức nghe sẽ phát huy tối đa khi âm thanh xuyên qua khu vực tai nằm song song với trục của xoáy tóc. Vì vậy, khi nghe, người ta thường nghiêng đầu về bên này hoặc bên kia tùy theo vị trí xoáy tóc. Riêng người có xoáy tóc nằm ở giữa đỉnh đầu sẽ nghe rõ cả hai tai. Cũng cần biết, người có xoáy tóc nằm bên phải đầu thì mẹ của người đó có thể chất khỏe hơn cha, còn nếu xoáy tóc nằm bên trái thì cha khỏe hơn mẹ. Giọng nói. Khi chẩn đoán bằng cách nghe, cần phân biệt được tính chất của giọng nói, độ to hoặc nhỏ của giọng nói do phổi điều tiết, còn mức độ nhanh chậm, đều hoặc là không đều thì do tim chi phối. Hơn nữa, nếu lắng nghe cẩn thận và so sánh giọng nói của nhiều người, bạn có thể nhận ra những tính chất khác nhau. Nên chú ý phân biệt những tính chất đối lập như là cao thấp, nhanh chậm, rõ không rõ, nặng, êm, gian, đục, khô, ướt, thấm, chỏi, căng, nhão, đều, không đều, trơn tru, cà lâm. Sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số tính chất đối lập như sau. Cao thấp. Giọng nói cao là do thanh đới bị co rút. Khi nam giới lớn lên, trái cổ nở ra nên giọng nói sẽ trầm xuống. Trong khi ở phụ nữ, trái cổ thu nhỏ nên giọng nói cao hơn. Ăn quá mặn hoặc là nhiều chất tinh bột sẽ làm cho giọng nói cao lên. Trong khi dùng nhiều nước, sữa và thực phẩm như là bơ, phô mai, dầu mỡ sẽ làm cho giọng nói trầm xuống. Nhanh chậm. Nói nhanh là dương. Người âm tạng, nhất là người đau yếu, thường nói chậm. Hầu hết người bệnh tâm thần đều nói chậm, ngoại trừ một số bệnh tâm thần dương như là thác loạn thần kinh chẳng hạn thì sẽ nói rất nhanh. Nặng êm. Giọng nói không dứt khoát, hơi không sâu thì ruột đã suy yếu. Một số người có giọng nói rất yếu ớt, họ khó nói chuyện hoặc là đọc diễn văn văn xa. Đó là do hơi thở cạn bởi vì phổi xấu và ruột yếu. Tình trạng này cũng cho thấy hệ thần kinh tự trị bị âm trầm trọng. Khô ướt. Giọng nói ướt, còn gọi là giọng mít ướt, là dấu hiệu nhiều nước trong cơ thể, phổi bị ẩm và thận suy nhược, đổ mồ hôi thường xuyên, phù chân, yếu tình dục, lớn tim, máu loãng, mạch máu trườn giãn và rụng tóc là những tình trạng thường đi kèm với giọng nói ướt. Rõ, trè. Giọng nói không rõ ràng, bị trè thường là do chất đờm nhầy ứ nhiều trong cổ họng. Ngoài ra thì nếu giọng nói tự nhiên bị khàn, càng ngày càng nặng hơn, kéo dài trên một tuần và bị khó thở, cuối cùng mất tiếng hẳn, có thể là bệnh liên quan đến đường họng. Sách tướng xưa có viết, tinh thần thanh thản thì khí hòa, tiếng to mà gian, tinh thần u ám thì khí loạn, tiếng ngắn mà khàn. Bởi tiếng nói của kẻ giọng tâm là giọng hời hợt đầu lưỡi, còn tiếng của người tỉnh táo xuất phát từ huyệt đan điền ở sâu trong bụng. Do phát từ bụng, tiếng nhẹ nhàng mà tròn đầy, trắng trỏi mà gian xa, chậm chạp mà khoan thai, to thì như tiếng chuông, nhỏ thì như tiếng đàn, tiếng trong trẻo như suối nước chảy, hoặc oan oan như dội ra từ chum giò. Đó là tiếng của người khỏe mạnh, trong khi tiếng của kẻ bệnh phát ra ở đầu lưỡi nên gấp gáp mà không đủ đầy, hoặc là nhanh mà trè, chậm mà khàn, sâu mà trầm trệ, nông mà láo táo, hoặc là nói to mà trời trạc. Những tiếng nặng tiếng nhẹ không đều, líu lo mà không đủ tiếng, hoặc là những tiếng trè như là chuông chở, hoặc là nhỏ như dế trên, tiếng lý nhí, hoặc là to như tiếng chó sủa, dê kêu, tiếng phát ra ông ổng chói tai. Chữ viết. Muốn biết tình trạng sức khỏe của ai đó thì xem thư viết riêng tư hơn là thư giao dịch công việc. Điều đầu tiên cần lưu ý là nét chữ tổng quát, xem chữ viết có đẹp và dễ đọc hay không. Kể đến, xem chi tiết độ nghiêng của chữ, ngã ra phía trước hoặc là ngã về phía sau, hoặc là đứng thẳng, khoảng cách giữa các chữ có đều hay không, chữ viết ốm hay là mập, cao hay là lùn, dòng viết có khuynh hướng xiên xuống hay là xiên lên. Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hai mẫu chữ viết, chữ nào âm, chữ nào là dương. Mẫu chữ ngã ra trước gọi là âm, mẫu chữ ngã ra sau gọi là dương.
chữ viết đứng thẳng là quân bình hơn hai mẫu chữ này. Trẻ con khó viết chữ ngã ra trước được bởi vì chúng thịnh dương. Nhưng phụ nữ thì thịnh âm nên thường viết chữ ngã ra trước. Những dòng chữ xiên lên gọi là âm, trong khi những dòng chữ xiên xuống gọi là dương. Những nét dọc được nhấn mạnh là âm, những nét ngang được nhấn mạnh là dương. Còn những nét vòng tròn có thể là âm hoặc dương, tùy theo nét được nhấn mạnh dòng lên hay là dòng xuống. Người âm tạng kết hợp nhịp độ viết với hơi thở, người dương tạng thì kết hợp nhịp độ viết với nhịp tim. Lời nói âm hơn chữ viết, người dương tạng ưa nói hơn, trong khi người âm tạng sẽ thích viết hơn. Người âm tạng thấy khó khăn khi phải nói chuyện trước đám đông, nên thích viết hơn. Còn người dương tạng thì khó ngồi yên, trầm tư, nên hay nói. Ít ai kiêm nhiệm thông suốt cả hai công việc này. Hầu hết người ta chọn việc này thì bỏ bớt việc kia. Điều này được chứng minh qua lịch sử. Thí dụ so sánh thì Đức Khổng Tử âm hơn nên viết rất nhiều. Trái lại Đức Lão Tử thì dương hơn nên chỉ viết vài dòng. Rõ nét nhất là hai vị khởi xướng chủ nghĩa cộng sản, Karl Marx, dương hơn nên suốt đời năng nổ đấu tranh. Nhưng khi viết chữ thì phải có ăn ghen bởi vì âm hơn hiểu đến mới hoàn chỉnh. Đây cũng là một thí dụ thú vị về luật hấp dẫn âm dương. Thường hai người bạn thâm giao hoặc là cặp vợ chồng gắn bó với nhau đều có tính tình trái ngược nhau. Người này âm thì người kia dương để đối bổ cho nhau. Nếu hai người giống tính giao sẽ khó chơi với nhau lâu bền bởi vì âm đẩy âm, dương đẩy dương. Đương nhiên hai người phải có chung ý hướng. Khi ta khởi sự viết, ý thức về việc viết và ý chí muốn viết nảy sinh đầu tiên. Chúng bổ túc cho nhau như là mặt trước và mặt sau của vật thể. Rồi lý trí không để sai chính tả, tìm cách trình bày trong sáng mạch lạc và tâm quyết định viết bắt đầu dấy lên. Sau đó gợn lên cảm xúc, muốn viết thật hay, thật văn quá, xen lẫn tình cảm, rồi đến thị hiếu cảm giác và gọt giũa câu văn. Và cuối cùng là ý muốn đi tới đích và hoàn tất tác phẩm. Ý muốn này biểu lộ của bản năng có tính máy móc. Tất cả các giai đoạn của trí phán đoán dấy lên liên tiếp cực nhanh và thoáng chớp. Năm giai đoạn này diễn ra trong từng chữ, từng câu, từng đoạn, từng phần và từng chương. Mỗi giai đoạn phán đoán chịu ảnh hưởng của những cơ quan trong người như sau. Về cơ thể, đầu não, tức là ý thức và ý chí, phổi hơi thở là lý trí quyết định, tim tuần hoàn là nghệ thuật tình cảm, ruột tính dục là cảm giác điều chỉnh, thần kinh phản xạ là bản năng hoàn tất. Dù một chữ một câu cũng cho thấy trật tự này, nếu ý truyền đạt được viết ra lúc ban đầu với chữ đều đặn, nhưng về cuối thì lại không đều, chứng tỏ người viết bị yếu ruột và thần kinh, mặc dù não, tim và phổi vẫn hoạt động tốt. Bằng cách này, ta có thể thấy được tình trạng thân tâm của người viết và biết đó là người thực tế hay là người lãng mạn, lãnh đạo hay là đồng nghiệp, cũng như nhiều điều khác về tâm tính và sức khỏe của đương sự. Sau khi nghe xong, nếu yêu thích và có điều kiện, quý vị hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Ha ha ha,